Đã từ rất lâu, có một chàng hiệp sĩ đẹp trai khoai lang đã chu du khắp nơi, đi qua rất nhiều vùng đất. Anh không ngần ngại cứu giúp kẻ yếu, chân chỉ có ác và đã chiến thắng rất nhiều trận chiến. Nhưng có một ngày, chàng hiệp sĩ ấy đã bị một con quái vật huyền bí hạ gục khi đang cố gắng chiến đấu với nó để bảo vệ dân làng. Thượng đế chứng kiến tất cả và đã ban tặng cho chàng hiệp sĩ dũng cảm ấy một cơ hội chuyển sinh để có thể tiếp tục con đường hành hiệp trượng nghĩa của mình. Liệu rằng anh ta có thể tìm lại sức mạnh đã từng có và trả mối thù kia? Câu trả lời sẽ có trong cuộc hành trình mang tên Hiệp sĩ chuyển sinh. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft Hiệp sĩ chuyển sinh. Và ở tập trước thì cuối cùng mình cũng đã tìm ra được cái đấu trường. Thế nên là hôm nay chúng ta có thể sẵn sàng cho một trận combat với boss cực gắt ở trong cái đấu trường đó các bạn ơi. Nhưng để triệu hồi được boss đầu tiên trong cái danh sách cỡ 8 boss xương xương này thì mình cần phải có được một cái đầu xương đen trước các bạn à. Và đó cũng là lý do mà từ bữa tới giờ mình cày cái kỹ năng nhặt cho cái kiếm này rất là nhiều nè. Hiện tại nó đã có 5 điểm ở dòng nhặt rồi ha. Hy vọng là một xíu chúng ta sẽ săn quái tốt một tí. À mà ngoài ra chúng ta cũng có thể học thêm kỹ năng nữa nè. Wow wow. Để coi. Kỹ năng parry. Wow, kỹ năng chặn đòn từ cái thanh kiếm này các bạn. Khá là hữu ích trong việc chiến đấu 1-1 nha. Được cái ta. Mình sẽ thử lượm cái kỹ năng đó luôn đi. Rồi, bữa nay chúng ta sẽ chuyển sang phong cách đó là vừa đánh và vừa chặn đòn ha. Để xem coi có mạnh hơn hay không đây. Chứ bình thường là mình thấy cái thanh kiếm này đánh boss là hơi bị gắt rồi đó các bạn à. Cũng như là bữa nay thì mình sẽ đổi diện mạo cho nó một xíu ha. Xem coi bữa nay mình xài diện mạo nào đây ta. Màu pastel. Wow, nhìn khá đẹp này. Tay cầm á, mình đổi sang tay cầm vàng đi. Cán kiếm thì mình sẽ dùng cái loại cán kiếm nhìn cho nó đơn giản như loại này đi ha. Đơn giản mà đẹp các bạn ơi. Ok, ok. Bây giờ thì chắc không chần chờ gì nữa đi luôn nhờ. À mà khoan, từ từ. Cái set giáp tôm ngộ khỉ này có vẻ là nó đã hư khá nhiều các bạn ạ. Không mặc tiếp được rồi. Hey, thành thử ra là bây giờ chắc mình phải chế tạo một cái set giáp mới thôi các bạn ơi. Để thay thế cho set giáp tôm ngộ khỉ đó ha. Và sau một lúc ngồi nghiên cứu thì mình đã tìm ra được một cái set giáp có vẻ là thích hợp với mình trong ngày hôm nay rồi các bạn à. Nó cũng được nâng cấp từ giáp kim cương thôi. Và đấy chính là set giáp hiệp sĩ hoàng gia các bạn ơi. Wow wow wow, quý sợ tộc đâu đó các bạn. Đây đây, để mình làm thử nha. Có vẻ là nó có áo choàng luôn ở phía sau hay sao kìa. Mình thấy ngầu lắm các bạn ơi. Wow wow wow. Coi thử coi, đội cái nón vô nè. Wow, bây giờ mình mới thực sự trở thành hiệp sĩ nè các bạn ạ. À. Wow. Các bạn thấy có ngầu không? Mình thì thấy cực kỳ ngầu luôn các bạn ạ. À. Cầm kiếm lên nữa. Wow. Chất lừ luôn các bạn ơi. Và sẽ tuyệt vời hơn nếu như mình enchant cho nó thêm một xíu ha. Nhưng trước đó thì mình sẽ cần phải lấy thêm ngọc loli nha. Rồi rồi. Và không thể thiếu đó chính là kinh nghiệm. Lấy hết ra luôn. Cho vô đây. Để coi nào. Bảo vệ đi. Bảo vệ đi please. Ở đây có bảo vệ 3 các bạn ạ. À. Ui bảo vệ khỏi vụ nổ. Bảo vệ 4. Wow. Cái quần top nè. Cái ổn thì sao. À hết. Hết ngọc lưu ly rồi các bạn ơi. Ok. Thôi nhanh vậy. À đâu 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 đâu. Trong ba lô còn. Hên. Enchant luôn cái ổn nào. Ui nó không có dòng ngon rồi các bạn ơi. Nếu vậy thì chắc mình phải reset lại dòng enchant một xíu đó. Để chúng ta có full set giáp bảo vệ ha. Thử lại nào. Nửa lay bảo vệ khỏi vụ nổ hoài vậy. À đây cái áo khá ngon nè. Được hẳn 4 vòng luôn các bạn ơi. Giờ chỉ còn mỗi cái ổn nữa thôi đó. Hi. À đây rồi. Bảo vệ 4. Yes sir. Hơi hao kinh nghiệm một xíu nhưng mà thôi. Đánh đổi lại thì chúng ta sẽ sở hữu set giáp hiệp sĩ hoàng gia siêu cấp trâu luôn các bạn ơi. Và mình đánh giá đây là một trong những set đồ rất là đẹp ha. À, tiếp theo thì chắc mình sẽ dành số kinh nghiệm đó để mình nâng cấp kỹ năng cái đã. Đã có giáp đẹp rồi thì bây giờ mình sẽ đầu tư thêm 2 điểm ở chỉ số giáp đi nhờ. Ui dạ hơi tốn đó các bạn ơi. Ui hết sạch kinh nghiệm luôn rồi kìa. Wow. Mình tính nâng thêm cái chỉ số tấn công á. Nhưng mà hình như không đủ rồi, thiếu rồi. Thôi nếu vậy thì mình nâng bên nhánh tốc độ đánh đi ha. Cái nhánh này có vẻ nâng khá là hạt dẻ các bạn ạ. À. Rồi mình đã nâng lên tới 12 điểm luôn rồi nè.
Nó cũng hỗ trợ mình khá nhiều trong việc tấn công đó các bạn, giúp tăng cái tốc độ đánh của mình hơn. Úi xa, múa cũng mượt hơn nữa nè. Được ấy, được ấy. Xong rồi nha, xong rồi nha. Bây giờ thì chỉ cần mình lấy thêm một ít cái ngọc Ender mình có săn trong thời gian giữa hai tập ra, để chúng ta nâng cấp thêm một cái món đồ gắn vô ba lô nữa. Cái này nó sẽ giúp mình kiểu như là tự động ăn thức ăn trong ba lô ấy các bạn. Mình nghĩ cái này khá là hữu ích ha. Mình sẽ để cà rốt vàng vô đây. Ok, vị tiếp theo là kích hoạt nó lên. Đó, thấy không? Nó tự ăn luôn kìa các bạn. Dạ, khá hay ha. Như vậy thì mình sẽ tập trung 100% vào việc chiến đấu hơn, đỡ phải dừng lại ăn uống, mình chỉ nóc những cái lọ hồi máu thôi. Khá tiện, khá tiện. Đấy đó, những thứ mình nâng cấp thì cũng đã xong rồi ha. À, hay là làm thêm cà rốt vàng đi nhờ. Ừ ha. Tại vì bây giờ là ăn tự động rồi á, nên là mình nghĩ nó sẽ hao rất là nhiều á. Tốt nhất là làm dư dư ra đi. Xong xuôi hết thảy rồi thì đi qua địa ngục thôi. Màn comeback địa ngục này, hy vọng là chúng ta sẽ săn được một cái đầu xương đen ha. Chỉ cần một cái thôi là hoàn thành nhiệm vụ đó các bạn ạ. Thiệt tình gì mà đi mấy bữa rồi không có được. Đúng quê luôn. Không sao, lần này chắc sẽ khác thôi các bạn. Chúng ta phải có niềm tin các bạn ơi. 5 minutes later. Để coi anh này thì sao đây. Ôi, ôi. Có rồi các bạn ơi. Là thật. Chỉ cần chúng ta có niềm tin thôi, chắc chắn chúng ta sẽ làm được các bạn ơi. Wow. Vậy vậy là bữa nay nhân phẩm mình cao lắm luôn á. Phải tận dụng thôi, phải tận dụng thôi. Đi săn thêm thật là nhiều xương đen các bạn. Ê, đây nè. Wow, cũng không quá lâu các bạn ạ. Đâu đó hơn 5 phút một xíu thôi thì chúng ta đã có được cái đầu xương đen thứ hai rồi. Lòng tham của mình bắt đầu trỗi dậy rồi các bạn. Kiếm thêm cái nữa được không? Đây rồi. Let's go. Cuối cùng mình cũng đã nhặt được cái đầu thứ ba rồi các bạn. Ê, quả thật là sau khi mình cày cuốc bữa giờ, nó nâng cái cấp độ looting lên á, săn đầu xương đen dễ hơn hẳn các bạn ơi. Thôi, sau khi đã đạt chỉ tiêu rồi thì chắc mình cũng quay trở về nhà để chúng ta chuẩn bị cho trận chiến với boss ngày hôm nay ha. Rồi, việc đầu tiên sau khi về nhà đó chính là mình sẽ lấy xác cũng như là một ít que quỷ lửa có săn được nè, đổi sang bột quỷ lửa ha. Việc cuối cùng là kết hợp với đầu xương đen và đặt theo công thức giống như vậy. Ủa? Ủa không đúng hả ta? Hay là ngược lại nhờ? Hay là như vậy mới đúng? À, như vậy mới đúng các bạn ơi. Đó, thì chúng ta sẽ tạo ra được Undead Paladin Spawn Magic. Đây chính là thứ để giúp chúng ta triệu hồi ra boss đầu tiên ở trong cái danh sách này nè các bạn. Là cái thanh niên này nè. Ây dù, hắn ta cũng là một hiệp sĩ, mình cũng là một hiệp sĩ, nhưng mà không biết trận chiến này hiệp sĩ nào sẽ giành chiến thắng đây. Căng nhang, căng nhang. Dù sao thì hôm nay mình cũng mới có một cái set giáp cực mạnh, nên là mình cũng khá là tự tin các bạn ạ. Rồi, đi luôn cho nóng các bạn nha. Được, chúng ta sẽ thẳng tiến tới cái đấu trường thôi. Đây rồi, đấu trường đã ở trước mặt rồi ha. Lối đi thì hôm bữa chúng ta cũng đã tạo ra rồi. Ủa? Hôm bữa mình tạo cái lối đi rồi mà ta. Ok. Thôi, tạo thêm một lối đi ở đây nữa đi. Rồi, mấy con này dám cà khịa ha. Hiệp sĩ trước khi vô trận chiến hả? Con này liều ta. Nữa nè, đi chỗ khác liền. Muốn coi thì lên ha. Khán đài mà coi, mắt đâu xuống chỗ này. Rồi, và đây chính là khu vực trung tâm của đấu trường. Thế nên mình sẽ bắt đầu triệu hồi cái con boss này. Nhưng mà trước đó thì để mình lấy táo vàng, kèm theo đó là Royal Step để búp sức mạnh, kháng cự. Bên cạnh đó là cái quyển sách này. Quýnh không lại mình chọi mực vô mặt nó rồi. Lại lại dị xíu đi ha. Và chiến đấu thì mình sẽ chơi xanh chính bằng cây thương này ha. Với cả là rèn luyện kỹ năng chiến đấu với thương luôn các bạn ơi. Sau này nó sẽ hữu ích đó. Rồi, giờ thì triệu hồi Paladin nào. Undead Paladin. Ui ui kìa 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 kìa. Why? Hiệp sĩ này nhìn xịn nhớ. Ôi trời 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 trời. Một nhát hả con xương. Ê nóng tính gì phèn. Ây da. Không sao không sao không sao. Mình làm được các bạn ơi. Ây da cũng yếu hả. Ôi còn né nó kìa. Các bạn thấy không. Ui da. Chào miếng chào miếng. À à à, hiệp sĩ này chỉ có 100 máu thôi các bạn. Ui 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 ui. Cầm một cầm ảnh. Ui da, cầm một hộp.
Ui, hộp hai combo luôn. Ê, nhưng mà mình sắp thắng rồi các bạn ơi. Out trận rồi. Ấy, đây rồi. Wow, tính ra bây giờ là mình mạnh nha. Thiệt các bạn ơi. Làm vài đường quyền thôi hả, được Undead Paladin rồi. Và chúng ta sẽ có được cái áo giáp của Undead Paladin á. Ồ, và cái này thì không thể chế tạo. Wow, mặc vô thử coi. Nè. Cũng gà gì đi chứ, nhưng mà thôi, mặc xếp giáp hiệp sĩ hoàng gia của mình vô đi. Quay. Vậy là mười mốt có chỗ đi chúng ta đánh nhau rồi các bạn à. Mà chưa đã gì trơn nhờ, tiếc thiệt. Và thêm một cái nữa là Undead Paladin đã cho mình một cái Cinder King Soul. Và cái này sẽ là tiền đề để sắp tới chúng ta triệu hồi thêm nhiều boss nữa các bạn à. Để coi, à trên người mình có khá là nhiều sắt đúng không? Được. Hình như mình có thể triệu hồi được một boss tiếp theo ngay bây giờ luôn. Chuẩn luôn các bạn à. Đây, sẽ là hiệp sĩ sắt. Ở lộn, hiệp sĩ thép. Wow. Nghe có vẻ càng đấy. Hiệp sĩ thép chắc là cứng như thép các bạn ơi. Triệu hồi luôn đi. Ui, hình như đô con hơn cả Undead Paladin các bạn ơi. Nhưng mà không sao, thích thì nhất thôi. Ui da, mình muốn học hoài. Quay. Lần này hiệp sĩ thép tới 150 máu lận. Ui, bị choáng rồi. Dính combo liên tục là bị choáng đó các bạn ơi. Ui, mình cầm thương á, mình đánh cho hiệp sĩ thép này không nhúc nhích được luôn nè. Wow. Ê, nhưng mà hiệp sĩ thép lại không rơi ra cái cục cam cam hồi nãy rồi. Ủa, hiệp sĩ thép mà lại rơi ra netherite hả? Eo. Quay, sao chóng vánh vậy? Lúc đầu á, mình tưởng những cái hiệp sĩ đó sẽ rất là mạnh các bạn. Nhưng mà có vẻ bữa nay mình thăng tí sức mạnh hơi dữ. Chỉ cần đi vài cái đường thương thôi thì hai boss đã nằm xuống ngay bữa ăn tăng gia cái đấu trường này luôn á. Quá đã, kiếm thêm được một point netherite. Rồi, vậy là mới mốt chúng ta biết rồi ha. Chịu khó săn Steel Knight á, là chúng ta sẽ cày được netherite các bạn à. Tương đương với việc đó chính là mình sẽ tốn một cái đầu xương đen để triệu hồi Paladin Undead trước. Ok đấy chứ. Rồi, ấy, nhìn trên bản đồ mình thấy gần đây có ngôi làng luôn cơ. Để sẵn tiện đi khám phá tí luôn đi. Hình như mình ghé ngay trời tối thế nên là làng đi ngủ hết đi. Đây, có mấy bác dân làng còn thức nè. Mấy bác tiếp đãi tôi không có tiếp đãi. Ê, khoan. Hả? Dân làng sống kế tộc yêu tên. Ủa kìa, mình bị cái gì kìa? The Sand of Minot. Đụng vô cái bông này là mình sẽ dính hiệu ứng đó hay sao các bạn ơi? Không biết phải không nữa. Giờ mình đụng hết bị rồi. Kìa. Dân làng sống chung với tộc yêu tinh các bạn hả? Yêu tinh da xanh. Nhưng mà mấy thanh niên nó không có vô quậy làng thì ok. Được ha. Chắc hàng xóm tốt của dân làng. Oh no. Trời ơi. Bọn này bị viêm cánh hay sao các bạn ạ? Lợi gần bọn chúng rồi ha. Cái mùi viêm cánh của bọn chúng là mình ha. Hết thấy đường gấp mọi luôn. Hôm bữa mình bị lần rồi nên mình nhớ các bạn. Cẩn thận mấy con đó nha. Ở trên này thì sao nhờ? Thì trên này cũng là nhà của dân làng nhưng mà không có gì hết. À, mà bạn nào có nhu cầu mà Roblox, Lovegood hay là Unitelet thì có thể ghé vào shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Oh my god. Hả? Hai con zombie đột biến luôn các bạn ơi. Xong rồi. Lọt hố. Không sao. Mình làm được. Các bạn tin mình. Vũ khí mình mới nâng cấp. Ui da. Trời. Tấn công. Ở đấy. Nó đánh thì thốn đấy nhưng mà kiếm của mình còn thốn hơn nó đánh nữa các bạn ơi. Con này nữa. Vô đấy. Múa thường cho bọn chúng hoa mắt luôn. 1 cân 2. Ui. Knock out đi. Ok, mình đã knock out được 2 con luôn rồi. Giữ khoảng cách để hồi máu lại các bạn ơi. Sau đó dùng Royal Step để búp thêm sức mạnh và kháng cự. Tiếp tục nào. Cờ lết 2 là dễ.
Xác định bọn chúng rồi. Thức dậy tiếp chiều đây. Hất tung cái nhẹ. Ui, hình như hai con này nó bự quá, mình không hất tung nổi luôn á các bạn ơi. À con này còn lì, con này còn một lần nữa các bạn ơi. Ây da, mình phải hồi máu lại. Rồi lại đây. Mua một cái nè. Xác định rồi con Mutant Zombie kia. Xong rồi. Mặc dù cũng hơi vất vả một xíu, nhưng mà cuối cùng nó cũng đã nằm xuống rồi các bạn ơi. Ôi bữa nay cảm giác mình mạnh lắm rồi á. Hay là chúng ta quay trở lại tìm kiếm nữ kiếm sĩ mà Malenia gì đó để chúng ta trả thù. Ê các bạn có muốn mình làm điều đó không? Được nha. Chắc mình làm liều thử một bữa các bạn ơi. Nay mình cũng đau lắm rồi. Ok, quyết định gì đi ha. Ê. Mà chưa gì đã gặp thanh niên này rồi. Ồ, thanh niên cầm búa này các bạn. Hắn còn cay mình hay sao á? Hôm bữa mình đánh hắn còn chập à, mà hắn ghim mình tới giờ. Gặp mình là hắn dí hả? Ố. Các bạn yêu tinh nè. Yêu tinh xanh nước biển. Ủa bữa nay bạn ấy còn đi lạc qua cái vùng này nữa. Wow. Nhưng mà hiện tại mình vẫn chưa có cách nào để giao tiếp với bạn ấy hết các bạn ơi. Nên là chúng ta đành phải đi tiếp á. Thành máu của nữ kiếm sĩ ấy vẫn còn ở bên kia kìa các bạn. Ê. Nhưng mà mình nên cân nhắc cái việc sử dụng thương hay là sử dụng cây trường kiếm nha. Mình nghĩ chắc hiện tại mình chỉ nên sử dụng trường kiếm để đánh thôi các bạn. Tại vì trường kiếm sẽ có cái khoảng cách tấn công tốt hơn á. Mặc dù nó sẽ không có kiểu như là khống chế được nhiều. Nó chỉ gây đam thôi chứ nó không có kiểu kia choáng nữa. Nên là mình cũng phải thật là thận trọng á. Hồi nãy mình quên lấy kỹ năng chặn đòn ta. Kỹ năng parry á. Mình vẫn còn giữ trong người kỹ năng lả lướt này. Nó không hữu ích lắm nha. Rồi. Để đảm bảo an toàn hơn thì bây giờ mình sẽ chủ động ăn trái táo vàng trước các bạn ơi. Cho chắc. Ok. Mọi chuyện bây giờ đã khác rồi. Ui, phân thân. Ui da. Tê liệt rồi, mình bị tê liệt rồi, mình không di chuyển được. What? Mình bị tê liệt rồi các bạn. Ui xôi. Trời ơi, nữ kiếm xe này chặn đòn. Không sao, mình có gốc lắc rồi. Đấy rồi. Thì ra mình ở trên thôi là nữ kiếm sĩ này không đánh được. Mình xài trích lỏ rồi các bạn. Yay. Có nữa. Không đụng vô người được mình luôn. Sao định dụ mình hay vậy? Đâu có dễ. Đẹp trai chứ không có dễ dụ đâu nha. Trời đúng rồi. Thành công rồi. Oh my gosh. Chỉ là nhờ việc ăn táo vàng giúp mình có thêm kháng cự các thứ và tận dụng lợi thế nội tại đánh cực xa từ cái thanh kiếm, mình đã đánh bại được nữ kiếm sĩ cực mạnh kia rồi. Wow, tuyệt vời. Nhưng mà như vậy thì không sanh chính các bạn ơi. Mình là hiệp sĩ chích lỏ rồi. Yêu. Như vậy thì không đáng hãnh diện lắm các bạn ơi. Hy vọng là sau này cái trình độ múa của mình nó sẽ lên á, và lúc đó mình có thể gặp lại nữ kiếm sĩ đó và sanh chính một chặp mới được. Chứ hồi nãy mà cầm cây thương thì không biết chúng ta nằm xuống bao nhiêu mạng nữa. Ok, trở về nhà sau chuyến đi vừa rồi thì công việc đầu tiên mình cần làm đó chính là mài lại cây kiếm cho nó bén ngót lại các bạn ơi. Quá là mạnh luôn á, thiệt. Tính ra từ lúc mà mình có vũ khí này á, mình cảm giác mình chiến đấu tự tin hơn hẳn các bạn ơi. À và hình như cũng có điểm kỹ năng rồi đúng không? Mình có thể học được kỹ năng mới nè. Mod screen thì cái này chắc là dùng để tung quả mù các bạn à, và tăng tốc độ chạy khi mà mình trong quả mù đó. Ở dưới là full whip, giáp dụng khi mà có lửa thôi, không thích hợp cho mình lắm. Còn ở dưới cùng là một kỹ năng nội tại, reverberation. Sao dịch ra nghe thấy ghê vậy? Sức mạnh vô địch, có thể xé mình ra từng phần. Nghe có vẻ khá là dữ dằn các bạn à. Test liền luôn cho nóng nè. Đây, chọn cho nó ha. Còn kỹ năng thì mình sẽ đổi sang kỹ năng chặn đòn đi. Và kỹ năng chặn đòn thì stack được tới 2 lần lận các bạn. Khá hay. Đi test liền luôn nè, chặn đòn sao? Ui, chặn được thiệt cơ. Wow. Có chuyện bị đánh mình đúng không? Đó, mình chặn được nè. Hay phết các bạn ơi.
Uầy. Ui còn đẩy lùi nữa. Được vậy. Ây 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 trời trời trời. Nó tung acid mình các bạn ơi. Yêu. Hả? Ây 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 gì vậy anh bạn? Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Ôi vũ khí đâu rồi? À đây đây đây. Thiệt tình cái con zombie tung acid đó, nó sẽ làm cho bộ giáp của mình và tất cả những cái món đồ trong người mình nó lộn xộn sang ngầu lên hết các bạn ơi. Nè rớt cái quần người ta luôn nè. Kỳ cục quá à. Hên là không có mất đồ ha. Còn về kỹ năng mà nó bảo là nó có thể xé cơ thể mình ra nhiều mảnh á, hình như nó chỉ là quảng cáo thôi các bạn ơi. Mình không thấy mình mạnh gì đâu, mình chỉ thấy mình bị phát sáng thôi à. Chị mà quảng cáo cho cố vô. Kiếm kỹ năng khác coi. Ui bây giờ còn học thêm kỹ năng tự quỷ nữa nè các bạn. Nhưng mà không có phá vỡ block đâu, nên là dùng trong nhà chắc cũng ok á. Ở dưới là gì? Suno Ike. Hình như đây là một kỹ năng khiến cho mình cực kỳ mạnh ở tầm gần. Tuy nhiên thì mình sẽ bị giống như là hạn chế tầm nhìn đó các bạn. Một kỹ năng nội tại nghe có vẻ là bá đạo nha. Nhưng mà mình nghĩ vẫn thích kỹ năng phát nổ này hơn, có vẻ nó sẽ vui hơn đó các bạn ạ. Chọn thử đi á. Ok, tiếp theo ghé qua cánh rừng yêu tinh và test thử coi nào. Ủa, đẩy lùi đâu? Ủa mình gắn đẩy lùi vô mà sao không thấy đẩy lùi chân ta? Ừ không thấy đẩy lùi nhiều lắm các bạn ơi. Ê trời. Ok. Ê từ 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 từ. Hồi như hồi nãy mình đọc hướng dẫn sử dụng hơi thiếu rồi. Nổ tung. À nằm chèm bẹp ngay lập tức các bạn ơi. Trời ơi đây là kỹ năng tự quỷ rồi. Trời ơi. Không đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng. Oh no. Đó là một cái bài học đáng nhớ nha. Các bạn làm gì cũng vậy nha. Phải nhớ đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng nha các bạn. Đừng để giống như mình. Không thôi là hối hận cũng muộn á. Ây da. Ui mất tầm nhìn thôi. Ok mặt chép lại. Sau đó thì nóc lộ máu vô. Vô quan cách cho bọn chút. Mình đã đổi kỹ năng tự quỷ đó rồi các bạn, thành kỹ năng chặn đòn ha. Thiệt tình luôn á. Hết chuyện test kỹ năng nào không test, test kỹ năng tự quỷ. Bó tay mình luôn. Nhưng mà tính tới thời điểm hiện tại thì mình dùng cây trường kiếm cũng lâu rồi các bạn. Hay là mình đổi vũ khí đi nhờ. Mình sẽ làm thêm một cái weapon kit khác nữa. Để rồi từ đó chúng ta chọn một cái vũ khí mới. Lần trước thì mình đã chọn kiếm rồi. Lần này mình sẽ thử chọn lưỡi hái đi. Tại hôm qua mình tính làm cái lưỡi hái bằng mực á các bạn. Nhưng mà đắn đo quá cái mình làm quyển sách luôn rồi. Nên là bây giờ làm thử cái lưỡi hái đi ha. Trời. Được quá tê, nhìn cũng xịn đó các bạn. Nhưng mà có một cái nhược điểm là bây giờ mình phải cày cuốc lại từ đầu á. Nên là thôi, coi như đó cũng là một cái trải nghiệm đi ha. Nhưng mà hơi cấn cấn cái hiệp sĩ nhưng mà xài lưỡi hái các bạn à. Nhưng chắc không sao đâu, quan trọng mạnh là được ha. Rồi, và sát thương mặc định của lưỡi hái là chính các bạn ạ. Mặc dù tốc độ đánh của nó chỉ là 0.8 thôi, nhưng mà do mình đã nâng cấp cái phần tốc độ đánh á, nên là bây giờ nó đã giúp mình đánh rất nhanh luôn. Why? Ôi cơ, cái phạm vi đánh của nó kìa các bạn. Cực rộng luôn nha. Bây giờ để mình nâng cho nó sát thương đi. Ưu tiên sát thương hàng đầu ha. Diện mạo thì bây giờ mình có thể chọn... À quên, nó cũng là sát thôi chứ có đâu. Thôi đi cày cuốc thôi các bạn ơi. Sẵn tiện đây mình cũng sẽ đi phiêu lưu thêm và tìm kiếm vùng đất mới ha. Dù sao thì hiện tại chúng ta cũng chỉ mới tìm được có vài vùng đất rồi các bạn ạ. Hy vọng chuyến đi này chúng ta sẽ tìm được nhiều vùng đất mới hơn và gặp gỡ nhiều sinh vật mới lạ hơn nữa ha. What? Phía đằng kia là một cái ngôi đền gì kìa các bạn ơi. Nhìn tò mò vậy. Ở đây hình như không có bẫy. Hy vọng là bẫy các bạn. Và có 4 hướng cho mình lựa chọn ha. Ok, đi ngẫu nhiên thôi. Cục đó là cục gì vậy? Ê, yêu tinh, yêu tinh. Yêu tinh lạc gọng. Yêu tinh lạc gọng. Đây là... Nó không có kích hoạt gì hết các bạn ơi. Và nó có tên là Reflector. Ôi trời, cái này mình ẩm lên được hả? À, mình sẽ xoay nữa các bạn ạ. À, vậy là đúng như cái tên rồi. Cái cục đó là cục phản xạ các bạn ạ. Mình phải làm sao cho nó phản xạ. Chắc là để kích hoạt vô cái này thì phải. Ui cái này là giải đố ha. Ui ui căng 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 á.
Ui, ngược rồi, ngược rồi. Hãy xạo qua bên kia kìa. Ây da, trời, trời, nó bắn chúng. Ui, ui, coi chừng, coi chừng. Cẩn thận, cẩn thận. Còn quay tiếp đi, quay tiếp đi. Giờ thì cho nó phản xạo qua bên kia ha. Chúng rồi mà ta. Thôi, chỉ cho nó qua đây trước cũng được. Qua đây rồi đâu, qua đâu nữa. Chắc là qua đây các bạn. Ờ. Đúng rồi. Đâu có cục nào ngay đây đâu ta. Ờ, mình đứng né né nó ngay xíu. Ui ui, cháy 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 cháy. Ui ui, cháy cháy cháy. Coi chừng, coi chừng. Đừng có quậy, đừng có quậy, đừng có quậy. Ờ. Hình như cục này không đúng. Hình như phải qua đây nè các bạn ơi. À đúng rồi nè. Ôi giời, mình làm đúng rồi nè các bạn ơi, nó phản xạ xuống đây và nó mở đường đi xuống dưới rồi nè. Yay. Quá đã, quá đã. Ôi ở đây như có rương nữa. Ôi nhưng mà cái rương này mình không mở được hả? Ui có vàng luôn à. Ê vàng xưa các bạn ơi. Wow. Còn cái rương này ví dụ mình lấy cây rìu á, rồi mình chặt nó ra được không? Mặc dù dùng rìu chặt nhưng mà nó không đi nhê các bạn ơi. Vậy là chắc phải có chìa khóa hoặc là cái gì đó chúng ta mới mở ra được á. Ui chính là ngôi đền này giàu lắm mà các bạn. Thay bằng vàng các thứ đâu không nè, vàng xưa không nè. Trời đất ơi. Có đổi ngược lại không vậy? Không đổi ra được vàng thôi lấy làm gì nữa. Thôi trả nè. Báo thiệt. Ở đây lại là một cái chỗ mình cần phải làm. Hết hồn men. Ui trong đây có những con sương nó canh gác các bạn ơi. Nhưng mà khoan, bây giờ mình phải tìm cách để mình làm việc trước cái đó. Ồ đây đây, mình đã kích hoạt thành công rồi nè. Nữa nữa lại thêm một con sương nó núp lùm nó đánh lén nữa. Ui dù ui. Ui đây toàn mấy con sương có dữ không mà các bạn ơi. Sương chiến binh không đó. Ui nữa nè farm luôn. Ê mình đi vài đường Google cơ bản mình đã biết cách dùng cái chỗ này rồi các bạn ơi. Mình có search Google thì cái rương này có vẻ mở được bằng cách là chiếu những cái chùm này vô các bạn ạ. Mình dời lên trên đi. Cái gì khó quá thì mình tự dùng cách riêng của mình các bạn. Ồ, và nó có những cái vàng xưa nè. Wow. Một cái cây giáo bằng đá lửa, thêm một vài quặng ngọc bích, mẫu rèn, tách các thứ ha, hộp giống. Ra là vậy. Còn bên này thì không biết mình phải làm gì đây. Ơ từ từ. Mình nghĩ trước hết là mình sẽ đập luôn cái spawner của mấy cái con xương này đi các bạn. Để nó đừng làm phiền mình cái đã. Sau đó mình sẽ dọn hết chỗ này ra để xem nó có dấu gì không. Ui nó có dấu bẫy ở đây nè. Bên này không có dấu. Chỗ này cũng không có dấu gì luôn. Hơi lạ nha. Hôm nay thì sao? À hình như đây là chỗ đi xuống tầng kế tiếp các bạn ơi. Người ta là người ta xài cái mấy cái tia phản xạ để cho nó đốt cháy. Còn mình á, mình xài chích lỏ. Vậy cũng đi xuống dưới được nữa nè các bạn. Trời ơi, hiệp sĩ chích lỏ là đây chứ đâu nữa. Ủa này phản xạ đâu vậy? Ồ cái rương này được mở sẵn luôn rồi. Ồ ngon vậy. Thêm một vài cái dây leo huyền bí cho mình. Sách sửa chữa. Một cái trái ớt ăn vô sẽ được sức mạnh nha. Nhưng mà hơi nóng. Ngon lành kinh đào vậy. Đi tiếp thôi. Ê, con sương, con sương, con sương. Ui con sương này là của tộc Maya các bạn ơi. Nè. Maya Warrior nè. Wow. Ngầu phết. Rồi đây là căn phòng có rương mở sẵn luôn. Ê mình thích những căn phòng mà có rương mở sẵn vậy nha. Việc nhẹ lương cao là đây chứ đâu nữa. Mấy phòng khác coi có được mở sẵn không. Ui nè. Phòng này. Có cái nón. Ủa hình như phòng này không có rương các bạn ơi. Ồ, nó truyền qua đây. Ồ, sau đó mình sẽ xoay cho nó bắn vô cái chỗ bên này. À, lần này là lọc hết xài chích lỏ nha. Lọc xanh chín nha. Ui, chỗ này nó có dấu những cái quặng ngọc lục bảo và quặng ngọc bích nè. Ê, thiếu nữa thì mình không để ý luôn á. Wow, xuống tiếp rồi. Ui, chỗ này còn phức tạp nữa các bạn ơi. Bữa nay mình tìm thấy ngôi đền này công nhận giải đố cũng thú vị á nha. Ủa sao vậy? Ê có khi nào đây là chỗ đánh boss không vậy? Cái này đập được nè.
Oh my god. Thì ra đây là chỗ đánh boss các bạn ơi. Oh no no, mình sẽ lấy cây kiếm mới ra. Mình sẽ lấy cây kiếm của mình. Ôi da. Ôi da. Anh chơi. Boss này 600 máu lần các bạn. Ui kìa, hất tung mình liên tục luôn. What? Ê, boss này mạnh nha. Yêu. Cuckoo can. Ây da, không ổn rồi, mình phải uống máu vô. Căng căng căng. Boss mà cứ đánh mình liên tục là hơi bị đuối đấy. Tại vì mình sẽ bị khống chế đâu khoảng 1 giây rưỡi ở trên trời các bạn. Rất là khó chịu luôn. Không được, mình phải giữ khoảng cách. Ui, hơi tiếc là nãy mình lấy lộn nội tại rồi. Phải lấy nội tại tăng tầm đánh thì ngon. Ui, mình chặn được nha. Ê, tính ra cái năng chặn đòn có thể chặn được đòn đánh của boss Cuckoo Khan này các bạn không? Tập trung nè, tập trung nè. Ui da, khó chịu vô cùng. Ui, hất tung hoài luôn á. Uống máu vô, búp sức mạnh. Thử đổi sang cây thương coi. Ui, đổi sang thương có vẻ là combo không thốn lắm các bạn ơi. Ừ. Ê. À, mình dùng cái này mình đánh boss được. Wow, mình có thể tận dụng, tận dụng cái chỗ này để đánh boss các bạn ơi. Ui, ấy da. Ui, ui. Vô boss qua đây, vô boss qua đây. Cái tia đó bắn vô là hơi bị thốn nha. Ui, bắn hộp, bắn hộp. Mấy cái này qua xíu. Ồ. Đúng rồi, cười 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 các bạn thấy không? Thốn nha mang luôn. Đó, 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 đó. Giật máu boss không phanh luôn. Cười cười cười. Tục nào, lại đây. Lại đây. Một xíu máu nữa thôi các bạn ơi. Yes. Mình đã tận dụng được cái địa hình trong ngôi đền này. Wow, công nhận những cái này mặc dù lúc đầu nó hơi đốt đốt mình thôi, nhưng mà về sau nó lại giúp mình các bạn. Thế là chúng ta đã có được Fragment of Reborn. Ủa, đánh boss cho vất vả vậy là chỉ để làm cái đuốc gì thôi hả? À, hoặc là chúng ta có thể tạo ra cái bức tượng của Cuckoo Khan lại ha. À, còn có thể làm được cái gậy gì nữa nè. Cũng nhiều công dụng phết. Wow. Rồi, vậy là chúng ta đã khám phá xong cái ngôi đền này rồi các bạn ạ. Ngôi đền của vị thần Cuckoo Khan. Một cái tên rất chi là ấn tượng luôn. Hình như chỗ này hình như không còn rương bỏ sót á. Chắc vậy rồi các bạn. Nên là thôi, mình cũng trở lên ha. Và còn có một tin vui nữa. Mình sắp có được kỹ năng đầu tiên từ cái lưỡi hái này rồi các bạn ơi. Cho nên là thăm ngàn tiếp thôi nào. Đăng nốt mấy con này. Ê, tin rồi cơ. Xong rồi hay sao các bạn ơi? Chính xác, chính xác. Ủa dạ. À, láo, láo tét, láo tét. Thích thì lại đây mới ốp sọt. Ồ. Ê, cái con quái vật. Cái đầu. Trời, trời, trời ơi. Quái vật cột thu lôi. Cái gì mà cũng gắt lắm nha. Trời, nó lấy cột thu lôi nó đập vô mặt mình các bạn. Thẳng tiện farm enderman luôn. Rồi. Và việc đầu tiên sau khi về nhà đấy chính là chúng ta nâng cấp lưỡi hái thôi. Wow. Chưa gì nó đã cho mình một cái tay cầm khá là lè lẹt nè. Một cái lưỡi nhìn khá là chất. Hoặc là một cái lưỡi cũng chất không kém. Đồng thời thêm hai kỹ năng. Ủa sao kỹ năng nhìn quen quen và giống kỹ năng ở bên cái trường kiếm mình vậy? Đã lướt nè. Còn ở dưới là càng đánh thì chúng ta sẽ càng được thêm trái tim ha. Thôi chắc mình chọn kỹ năng này đi. Nó rất là hữu ích trong việc chiến đấu ở những trận chiến dai dẳng á các bạn. Ok, chọn kỹ năng nội tại. Thay đổi cái lưỡi coi. Ui, cái lưỡi đỏ này có vẻ hợp nè. Hai cái đều hợp các bạn. Để dưới đi, nhìn coi vẻ nó ngầu hơn ha. Tay cầm thì tay cầm lè lẹt đi. Ok, ok. Rồi, xong phim. Sửa cho nó một tí nữa. Là beautiful ha. Vậy là bữa nay là một ngày vô cùng tuyệt vời đối với mình luôn á trời. Vừa có vũ khí mới, vừa đánh bại được nhiều boss, còn đem về được nhiều chiến lợi phẩm nữa. Ta nói nó đã. Ê, tính ra là từ lúc mình chế tạo bộ giáp hiệp sĩ hoàng gia này là lên đời hẳn các bạn nhờ. Các bạn có thấy vậy không? Hy vọng là những ngày tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục may mắn giống như vậy ha. Rồi, và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Bạn nào có nhu cầu mặc Roblox, Lovefruit hay là Unitless thì có thể ghé vào shop của Lộc.
lên shop dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày tiếp theo trong hành trình hiệp sĩ chuyển sinh. Bye bye.